Cảm ơn Chúa, chúng ta được thời giờ để thờ phượng Chúa rất là tuyệt vời. Giờ đây chúng ta sẽ nghe lời của Chúa. Chúng ta vẫn đang còn ở trong những ngày gọi là kỷ niệm Chúa phục sinh, phải không ạ? Chúa Giêsu sau khi sống lại thì ông bà chị em có biết Chúa Giêsu còn ở lại trên trái đất bao nhiêu ngày và làm gì không ạ? 40 ngày. Đúng rồi, 40 ngày, nhưng mà làm gì ạ? Có người nói rằng Chúa ở lại 40 ngày để kiêng ăn cầu nguyện. Không phải, kiêng ăn cầu nguyện là lúc Chúa bước vào chuẩn bị bước vào trong chức vụ. Nhưng mà Chúa ở lại 40 ngày làm gì ạ? Dạ, ở trong công vụ đoạn 1 câu số 3 thì nói rằng là sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Đây là cái phần mà đặc biệt mà Chúa Giêsu Ngài ở lại. Ngài còn ở lại 40 ngày trên đất để phán bảo những sự về nước Chúa Trời. Chúng ta ít có nghe về những cái điều mà Chúa Ngài giảng về nước trời trong trong những ngày mà Ngài còn ở trên đất, tức là 40 ngày. Và những gì mà Chúa nói về nước trời trong 40 ngày đó là những điều rất là đặc biệt. Tại vì giống như là một cái lời giáo huấn trước lúc đi xa. Chúng ta đang trước khi Chúa Giêsu Ngài lên thập tự giá thì Ngài cũng nói với các môn đồ trước rằng là gì? Ta sẽ phải đến thành Jerusalem, ta phải chịu khổ, ta bị bắt, ta chịu khổ dưới tay của những thầy tế lễ, và cuối cùng là gì? Ta chết và ta sống lại, ta phải sống lại. Đó là Ngài đã nói trước. Nhưng mà khi Chúa Giêsu Ngài sống lại thì Kinh Thánh cũng nói rằng gì? Là Ngài muốn Ngài còn sống lại và Ngài ở lại 40 ngày ở trên đất này để Ngài phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để cho mà cho em xem về một cái ngày đầu tiên mà Chúa Giêsu Ngài sống lại thì Ngài làm gì. Chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn thứ 20. Giăng đoạn 20 chúng ta xem từ câu số 19 cho đến câu số 23. Giăng đoạn 20 câu 19 cho đến câu 23. Xin Hội Thánh chúng ta cùng nhau đọc. Xin bắt đầu. Buổi chiều nọ ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Đức Chúa Giêsu đến chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn của Ngài ra cho các môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi. Cha đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Ở trong câu 19 nói rằng là buổi chiều nội ngày đó, ngày thứ nhất trong tuần lễ, có nghĩa là ngày đầu tiên mà Chúa Giêsu sống lại. Trong lần trước thì chúng ta đã nghe về khi Chúa Giêsu sống lại thì Ngài đã gặp gỡ với những người đàn bà đầu tiên, để rồi Ngài cho họ biết được rằng là đừng có tìm Chúa sự sống ở trong vòng kẻ chết. Và những người đàn bà này nhận những mạng lệnh của Chúa để bắt đầu trở về và rao báo cho các môn đồ của Ngài, để biết rằng Ngài đã sống lại và Ngài đi trước họ qua Galilee. Và chúng ta biết cái để có thể kinh nghiệm được Chúa phục sinh, để có thể gặp gỡ được Chúa phục sinh thì các môn đồ phải qua Galilee. Từ Galilee đó, ở trong tiếng Hy Lạp cũng như là gốc từ nó ra từ tiếng Hebrew, nó có nghĩa là cam kết, loại bỏ, để chết chìm và đến nơi định cư mới. Có nghĩa là ai muốn kinh nghiệm Chúa phục sinh, muốn kinh nghiệm được Chúa của sự sống,
muốn kinh nghiệm được Chúa của vinh hiển thì chúng ta cần phải có cam kết với Chúa. Đó là bước vào trong giao ước của Ngài. Điều thứ hai là chúng ta cần loại bỏ, có nghĩa là có một quyết định để loại bỏ cái điều gì đó mà Chúa không đẹp lòng. Và điều thứ ba đó là chúng ta phải chịu chết chìm, có nghĩa là chấp nhận chết đi cái bản ngã của mình để chúng ta có thể sống trong con người mới. Và điều thứ tư đó là đến nơi định cư mới, có nghĩa là phải bước đi với Chúa, đồng công với Chúa ở trong một cái bước ngoặt mới ở trong cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa phục sinh. Hôm nay trong phần kinh thánh lần thứ hai này thì tôi chia sẻ với bà chị em về bốn cái phước hạnh khi gặp gỡ Chúa phục sinh, hay nói cách khác bốn phước hạnh của sự phục sinh của Chúa. Đây là những phước hạnh đầu tiên. Chúng ta sẽ còn nhiều cái phước hạnh mà Chúa Ngài truyền lại cho các môn đồ trong những ngày mà Ngài phục sinh. Trong 40 ngày đó Chúa truyền dạy về nước của Đức Chúa Trời. Thì trong bốn cái lĩnh vực này nó cũng là liên quan về những điều mà Chúa dạy dỗ về nước trời. Trở lại những câu kinh thánh mà chúng ta mới vừa đọc. Điều đầu tiên chúng ta thấy ở đây đó chính là Chúa phục sinh để giải phóng chúng ta hay là các môn đồ ra khỏi sự sợ hãi. Chúng ta có một cái sự sợ hãi, mỗi một người chúng ta đều có cái sự sợ hãi. Chúng ta biết cái sợ mà chúng ta sợ nhất là gì không bà chị em? Sợ gì ạ? Sợ sự chết. Bây giờ chúng ta cùng nhé xem ở trong sách Hebrew đoạn 2 câu 14-15. Hebrew 12 đoạn 2 câu 14-15. Chúng ta đọc chung với nhau. Vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Một người được sanh ra trên đất và chúng ta bắt đầu trưởng thành lên, chúng ta bắt đầu hiểu biết, có một cái vấn đề mà con người sợ, đó là con người sợ sự chết. Tôi và chị em chưa tin nhận Chúa thì chúng ta cũng sợ sự chết thôi. Và thậm chí ta tin nhận Chúa rồi chúng ta vẫn sợ sự chết. Nhưng mà sự chết ở trong Chúa đó, đó là sự chuyển tiếp chứ không phải là sự kết thúc. Sự chết ở trong Chúa là chuyển tiếp để chúng ta bước vào hay là thay đổi một cái môi trường sống, đó là môi trường sống của vinh hiển. Giống như Chúa Giêsu, Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết để thay đổi cái môi trường sống, để thay đổi cái thân thể của Ngài. Và thân thể này không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Khi Chúa Giêsu còn đi trên đất, Ngài vẫn có quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. Ngài đuổi quỷ, Ngài chữa lành, Ngài đi trên mặt biển, Ngài làm những phép lạ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái thân thể vinh hiển của Chúa Giêsu thì hoàn toàn khác. Và chính vì cớ người ta sợ sự chết, cho nên người ta bị cầm ở trong cái vòng tôi mọi. Bất cứ một cái vấn đề gì chúng ta sợ đều khiến cho chúng ta bị cầm buộc. Ở trong Giăng Nhất đoạn 4 câu số 18. Giăng Nhất đoạn 4 câu 18. Chúng ta đọc chung câu kinh thánh này, Giăng Nhất đoạn 4 câu 18. Xin chúng ta cùng nhau đọc. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta lưu ý cái từ là cái sự sợ hãi nó có hình phạt. Chúng ta sợ sự chết cho nên chúng ta ở trong cái vòng tôi mọi, tức là làm nô lệ cho nó. Nhưng mà Chúa Giêsu đến, Ngài sống lại để Ngài đảm bảo chúng ta sự sống đời đời và giải phóng chúng ta ra khỏi sự sợ hãi của sự chết. Chúa biết mỗi người chúng ta luôn luôn có sự sợ hãi. Cho nên khi Ngài gặp gỡ các môn đồ đầu tiên thì Ngài gặp họ ở trong một cái phòng đóng kín. Cho biết tại sao họ đóng kín không ạ? Sợ. Họ sợ. Nếu chúng ta là môn đồ của Đấng Christ thì nếu chúng ta là người thật sự gặp gỡ Chúa phục sinh thì sự sợ hãi này phải biến đi.
Tại vì ở đây khi Chúa Giê-xu ngài hiện ra thì họ rất là sợ hãi. Nhưng mà câu đầu tiên mà Chúa nói với họ là gì? Bình an cho các người. Bình an cho các người. Những người này sợ dân Giu-đa, Kinh Thánh nói rõ, sợ dân Giu-đa đã giết Chúa rồi, cho nên họ sợ dân Giu-đa cũng tìm và giết họ luôn. Chúng ta thấy trong thời gian 3 năm rưỡi họ cùng đi với Chúa, họ trường mặt của họ ra ở nơi công cộng, đầy quyền năng, đầy phép lạ, họ không có sự sợ hãi. Nhưng khi mà Chúa mà họ đang tôn thờ, Chúa mà họ theo, Chúa mà họ tin, bây giờ Chúa đó bị bắt và bị sỉ nhục trên thập tự giá và bị chết. Không có nghĩa là, không phải là họ chưa có biết về Chúa, những cái chương trình của ngài họ biết trước, nhưng mà lúc bây giờ dường như tất cả những gì lời của Giê-xu nói với họ rằng ngài phải chịu chết, ngài chịu chôn và ngài sống lại, họ đã quên mất rồi. Ông bà chị em thấy bình thường đó, chúng ta nhớ lời Chúa rất là tốt đúng không ạ? Nhưng khi nào thì chúng ta quên hết lời Chúa? Sợ, đúng không ạ? Khi gặp nan đề chúng ta quên hết luôn. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì lời Chúa vẫn đang ở trong chúng ta, vẫn đang có ở trong chúng ta. Dần dần nó trở nên nhiều hơn. Cho nên Phao-lô nói là nguyện xin lời của Đấng Christ đầy ở trong lòng anh em. Và sứ đồ Giăng nói ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 14 thì nói rằng là hỡi những trẻ, người trẻ tuổi, ta viết cho các con là mạnh mẽ và lời của Chúa ở trong các con, cho nên các con thắng được ma quỷ. Nếu không có lời Chúa ở trong chúng ta thì một ngày đó nào đó chúng ta chỉ là toàn là những cái đồn lũy của sự sợ hãi, sự lo lắng ở trên đời sống chúng ta. Nhưng khi có lời Chúa, mỗi một ngày có những đồn lũy ở trong chúng ta. Đó là đồn lũy của bình an, đó là đồn lũy của sự chiến thắng, đó là đồn lũy của đức tin, đó là đồn lũy của quyền phép, đó là đồn lũy của lời hàng sống Đức Trời mà tuôn chảy trên đời sống tôi quý bà chị em. Cho nên chúng ta thấy rằng là Chúa Giê-xu ngài sống lại, ngài hiện ra trên môn đồ, và cái đầu tiên ngài nói với họ là gì? Là bình an cho các người. Câu này để phá đi mọi sự sợ hãi trên đời sống của các mục. Bây giờ họ không còn sợ hãi nữa, tại vì họ đã gặp gỡ thật sự Chúa mà họ tôn thờ trước đây, họ đi theo trước đây, Đấng đã chết á, bây giờ ngài đã sống và ngài hiện diện ở giữa vòng họ. Cho nên ngay bây giờ trong danh của Chúa Giê-xu, nếu tôi và chị em đang có một cái gì gọi là sợ hãi thì chúng ta lôi cái tên của nó ra. Chẳng hạn có người đang sợ chết, có người đang sợ sợ già, có người đang sợ ế, có người đang sợ không có tiền, có người đang sợ là không có công việc, có người đang sợ là mọi bế tắc, vân vân. Thì ngay bây giờ anh chị em có quyền nhân danh Chúa Giê-xu lôi cái tên của nó ra, nói cái tên nó ra, nhân danh Chúa Giê-xu là Đấng đã sống lại từ trong cõi chết, ta đuổi cái sự sợ hãi về sự chết hay là bất cứ vấn đề gì đó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Được không chị em? Làm liền. Amen. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhân danh Chúa Giê-xu, tôi hướng dẫn phần đầu và phần sau, và chị em hãy nói cái điều mình đang sợ hãi ra, được không ạ? Bắt đầu nhé. Nhân danh Chúa Giê-xu là Đấng sống lại từ trong kẻ chết, đầy quyền năng, đầy bình an, đầy sự đắc thắng. Tôi cột trói, truyền lệnh cho những điều sợ hãi trong tôi rời khỏi cuộc đời tôi ngay bây giờ. Những điều sợ hãi đó là, giờ nói ra đi, nói ra. Amen. Chúng ta nói ra bằng cái tiếng nghe được, nhưng mà chỉ có thể mình nghe được thôi, không cần người bên cạnh nghe. Amen. Dạ, ai đang sợ hãi về sự chết, sợ hãi về bệnh tật, sợ hãi về lo lắng về vấn đề cuộc sống, hallelujah, chúng ta phải kinh nghiệm thật sự Chúa phục sinh ở trong cuộc đời của mình. Amen. Điều đầu tiên, ngài giải phóng tôi và chị em ra khỏi sự sợ hãi, hallelujah. Điều thứ hai, điều thứ hai là Chúa ban cái sự bình an cho chúng ta. Xin lỗi, ban sự vui mừng cho chúng ta. Chúng ta xem câu số 20. Nói đoạn ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem,
Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Cái tỷ lệ nghịch với sự sợ hãi là gì? Xin lỗi, tỷ lệ thuận với sự sợ hãi là gì? Sợ hãi thì nó lo lắng, buồn bã, bất an, đúng chứ nào? Nhưng mà khi sự bình an đến, điều gì xảy ra? Sự vui mừng đến. Amen. Dạ. Cho nên là khi họ gặp gỡ Chúa thì cái sự bình an của Chúa sẽ khiến cho họ vui mừng. Và cái sự vui mừng này đặc biệt lắm ông bà chị em. Sự vui mừng này có cái quyền năng. Phao-lô nói như vậy nè: hãy vui mừng mãi mãi. Rồi gì nữa? Cầu nguyện không thôi. Phạm điều gì cũng phải tạ ơn Chúa. Và tại sao ông phải khuyên chúng ta vui mừng mãi mãi mà không có cái điều buồn phiền? Tất nhiên chúng ta vẫn có những cái lo lắng, cái buồn phiền ở trong cuộc sống của mình khi chúng ta đối diện một vấn đề gì đó. Nhưng nó chỉ có một chút thôi. Chúng ta nhớ có một cái chỗ Kinh Thánh nói như vậy này: sự khóc lóc đến 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 gì ạ? Đến chợ hay là đến mà hộ khẩu thường trú á? Đến chợ. Amen. Sự khóc lóc chỉ đến chợ. Như vậy cuộc đời chúng ta bước đi có khóc lóc không? Có, nhưng mà nói như thế nào? Đến chợ thôi. Đến chợ bao lâu ạ? Ban đêm thôi. Đến chợ một chút thôi. Anh chị em ơi, đừng để cho nó ở lâu. Bởi vì nó ở lâu nó sẽ tiêu diệt cái sự vui mừng của Chúa trong chúng ta. Có cái sự khóc lóc để chúng ta kinh nghiệm trong quyền năng vui mừng. Có sự khóc lóc để chúng ta thấy là quyền năng của Chúa có thể chiến thắng sự khóc lóc. Có sự khóc lóc để chúng ta biết quý giá những giây phút vui mừng, bình an ở trong Chúa yêu dấu của chúng ta. Dân Israel ngày xưa cũng vậy. Khi họ bị bắt làm phu tù thì dân ở tại Babylon mới nói với họ rằng: hãy hát bài ca Đức Chúa Ba đi. Ông bà chị em biết họ nói như thế nào không? Làm sao có thể hát bài ca Đức Chúa Ba ở trên đất ngoại bang? Thế là họ treo những cái đàn của họ trên cây dương liễu và họ không cầm tới cây đàn nữa. Họ không thể hát vui mừng được nữa. Nhưng mà khi nào họ vui mừng? Chúng ta xem lời Chúa ở trong Thi Thiên 84. Xin bắt đầu từ câu 5 cho đến câu số 6. Thi Thiên 84, câu 5 cho đến câu 6. Chúng ta đọc chung những câu Kinh Thánh này để chúng ta thấy làm sao để sự vui mừng của Chúa đầy dậy trên chúng ta. 84, câu 5, câu 6. Xin bắt đầu. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Sion. Đường khi qua trùng khóc lóc, họ làm trùng đó trở nên có mặt và mưa sớm cuối cùng phụ phước cho nó. Phước cho người nào có sức lực trong Chúa và phước cho người nào có cái lòng, có cái tâm trí hướng về đường dẫn đến Sion. Sion là nơi cư ngụ của Chúa. Sion là nơi ở chúng ta trong tương lai. Sion là nơi mà tôi và chị em sẽ trở về. Nó không phải ở đây. Ở đây chúng ta chỉ là tạm. Trên đời này, trên đất này đầy những sự lo lắng, đầy sự bất an, đầy tuyệt vọng. Cho nên khiến sự khóc lóc nó đến với tôi và chị em. Bệnh tật, đói nghèo, chúng ta đối diện bao nhiêu thứ. Cho nên sự khóc lóc nó vây phủ tôi và chị em. Nhưng làm sao để giải phóng nó khỏi sự khóc lóc? Ở đây chúng ta nói gì? Là phước cho ai có cái lòng, cái tâm trí hướng về đường dẫn đến Sion. Tâm trí của tôi và chị em đang hướng về đâu? Chúng ta đang hướng về về Chúa. Hướng về đâu nữa? Hướng về Sion, tức là cái nơi mà chúng ta sẽ về. Con tin rằng Chúa ơi, con tin rằng ở đây chỉ là tạm. Cuộc sống này chỉ là tạm. Và nếu là tạm thì đừng quá đầu tư nữa. Đừng quá đầu tư. Nếu là tạm thì nó trở thành phương tiện để giúp cho con, để con có thể chuyển đổi và con có thể bước đi. Và chỗ của con đó là gì? Sion. Khi tâm trí chúng ta gạt bỏ những cái điều nghĩ là nó là quan trọng nhất, đó là cái gì ở trên đời này, lòng bắt đầu hướng về Sion, có nghĩa là nơi cuối cùng chúng ta sẽ trở về. Lúc bấy giờ
thì anh chị em sẽ thấy cho dẫu chúng ta đi ngang trụng khóc lóc thì chúng ta cũng sẽ làm cho trụng đó trở nên gì? Có mạch. Cái trụng khóc lóc trong nguyên nghĩa của tiếng Hebrew ở đây đó là khô hạn, sự chết. Nói một cách khác, nó là cái gì đó mà không có sự sống ở đó. Sự buồn bã, sự thất vọng, nó làm cho xương cốt khô héo, nó không có sự sống. Nhưng khi biết chắc một điều này, mình là người đã được cứu rỗi rồi, mình đã gặp gỡ được Chúa phục sinh rồi, thì chắc chắn một điều này, cái sự buồn bã than vãn nó chỉ có đến trọn. Ai cho phép nó trọn? Chúa hay là chúng ta? Chúng ta. Ai cho phép nó ở lâu ngày? Chúng ta. Chúng ta. Ai không cho phép nó ở trong đời sống chúng ta? Chúng ta. Như vậy tất cả đều do chúng ta. Nhưng mà có thấy lạ lắm, có nhiều người khi bắt đầu cái sự khóc lóc nó đến á, bắt đầu vồ lấy, tôm lấy, rồi gì nữa, bắt đầu đem về xem á, bên phải bên trái ngắm nghía, mở nó ra coi bên trong có cái gì, rồi bắt đầu ấp ủ đó, rồi bắt đầu gặm nhấm đó, có không à? Ủa tại sao mình lại giữ nó lâu vậy? Phaolô nói như vậy, trong cơn giận, khi cơn giận á thì chớ có phạm tội, và chớ có giận cho đến khi mặt trời lặn, vì đừng để ma quỷ giận gì. Nếu chúng ta để nó qua đêm thì trong đêm đó chúng ta sẽ ngủ với nó, chúng ta sẽ ôm ấp nó, chúng ta sẽ bị suy nghĩ về nó, và nó có quyền để dằn vặt và hành hạ chúng ta trong đêm đó. Qua ngày hôm sau khi chúng ta thức dậy, chúng ta lại thức dậy với nó. Chúng ta đi ăn sáng với nó, chúng ta đi cà phê với nó, chúng ta trở về ăn trưa với nó, chúng ta ăn chiều với nó, chúng ta ôm lấy vợ mình với nó, chúng ta bắt tay anh em mình với nó. Ô, tôi quý anh lắm. Nhưng mà có cái gì bên trong? Ông bà chị em ơi, chúng ta đã để nó ở trong cuộc đời chúng ta quá lâu, quá lâu. Khi tâm trí nó được biến đổi và Siôn là nơi cuối cùng để con bà chị em đến, thì sự khóc lóc nó chỉ có đến trọ. Và chính những người có cái ý thức tiếp nhận và tin rằng tôi ở Siôn trong tương lai, tôi là người được cứu chuộc, thì họ sẽ chạm đến những cái trụng khóc lóc, biến đổi những trụng đó trở nên có mặt, tức là sự sống sẽ đến. Chúng ta sẽ đọc thêm một câu kinh thánh khác ở trong Ê-sai đoạn thứ 38 câu số 10. Đây một câu kinh thánh rất là tuyệt vời. Ê-sai 38 câu 10. Rồi xin mời thánh chúng ta cùng nhau đọc. Ê-sai 38 câu số, xin lỗi 35, tôi nhầm. 35 câu 10. Ê-sai 35 câu 10. Xin bắt đầu. Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát và đến Siôn, sự vui vẻ vô cùng ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ mà sự buồn bực than vãn. Cảm ơn Chúa. Ai trong tôi và chị em tin chỗ nơi ở của chúng ta là Siôn, xin đưa tay lên. Xin đưa tay này, đó chính là xác chứng tôi thuộc Siôn. Amen. Tôi có Chúa Giêsu, tôi thuộc Siôn. Và người thuộc Siôn có nghĩa là người được cứu. Đúng rồi. Amen. Như vậy cái đó là gì? Những người Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ trở về làm gì? Ca hát mà đến Siôn. Sự vui vẻ vô cùng ở trên đầu của họ. Tại vì trên đầu của họ có một cái mão, có một cái vương miện, mà vương miện đó mang tên sự cứu rỗi. Amen. Amen. Cho nên
Chúng ta thấy có ai mà nhận cái vương miện mà buồn không? Có cô hoa hậu nào nhận vương miện mà buồn không? Chúng ta đã có cái vương miện đó ngay khi chúng ta gặp gỡ đến Phật sự. Chúng ta đã có vương miện đó không? Chứ phước cho ai có cái lòng hướng về sinh hồn, phước cho ai biết rằng mình được cứu chuộc, phước cho ai có chúng muốn làm chủ cuộc đời của mình, thì cái sự vui mừng ở trên đầu họ mà sự buồn bực thay bản phải chạy trốn. Đôi khi chúng ta không cần ngủ được chạy trốn được. Anh chị em tin không ạ? Vừa rồi thì chúng tôi được có cơ hội đi Ninh Chữ ở Ninh Thuận, thì mới có chụp những cái tấm hình. Và cái tấm hình như vậy chúng tôi chỉ bóp lên để mình làm kỷ niệm thôi. Nhưng nhiều anh em bắt đầu vào thì họ comment, thì trong đó có nhiều người nói rằng là sao chú ơi con ganh tị với họ quá, gửi vô cái hình chúng tôi, con ganh tị với họ thì sao lúc nào họ cũng vui mừng hết, lúc nào gặp họ cũng cười hết. Thật ra chúng tôi mà có những khóc chứ mà, nhưng mà cái khóc đó chỉ là gì, trọ nó không được ở lòng. Các vợ chồng chúng tôi có những lúc có những lời qua tiếng lại không hiểu nhau, chúng tôi cũng buồn, chúng tôi cũng khóc, chúng tôi cũng có những cái điều bất đồng, nhưng mà nó chỉ đến đó chứ không cho phép ở lòng mình là sao. Cho nên là người của Christ, tức là người đã được Chúa tin vào đấng sống lại và đã được sức giàu, thì chúng ta phải biết một điều rằng Chúa đã đổi cái sự buồn rầu ra vui mừng cho bao nhiêu bạn em. Chúng ta cùng xem thêm hai câu kinh khác ở trong Thi Thiên số 10, à xin lỗi, 30. Thi Thiên 30. Câu 11 và câu 12. Thi Thiên 30 câu 11 và câu 12. Chúng ta đọc những câu kinh thánh này nó như là một cái lời tuyên bố về vậy. Xin bắt đầu. Ngài đã đổi sự buồn rầu của tôi ra sự khoái lạc, mở áo tay tôi và thắt lưng tôi bằng vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát lời khen của Chúa ông đứng thẳng. Hỡi Sô Ta Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến. Thế rồi, amen. Một lần nữa tuyên bố ra chữ tôi. Hãy biết chữ tôi là tên của chúng ta. Bây giờ chúng ta đọc lại câu 11 và 12. Cái chữ tôi thành tên của mình. Chúng ta đọc thật lớn nha. Cái tên của mình phải siêu tinh sinh thật lớn lên. Amen. Chúng ta bắt đầu. Ngài đã đổi sự buồn rầu của tôi ra sự khoái lạc, mở áo tang của ngủ và thắt lưng ngủ bằng sự vui mừng, hầu cho linh hồn của ngủ hát ca ngợi trong lòng chúng ta. Hỡi Dâu Ba Đức Chúa Trời của ngủ bố sẽ cảm tạ Chúa. Đổi sự buồn rầu ra sự khoái lạc. Đôi khi cái nan đề nó vẫn nằm đó, nhưng khi chúng ta bắt đầu chọn theo cách của Chúa thì sự buồn rầu nó không có chỗ để nó bám vào, nó phải rớt ra. Khi chúng ta bắt đầu chọn cách của Chúa, Chúa ở trong danh của Chúa Giêsu, con chọn sự ca ngợi này, con chọn về miền đất này, con gặp gỡ chính Ngài, con chọn tiếp nhận sự vui mừng mà Ngài làm cho con, thì ngay lúc đó cái sự buồn rầu nó biết nó phải đi đâu rồi. Amen. Nó phải biết cái thân phận của nó rồi. Mà chị em tôi biết có những lúc chúng tôi đi giải cứu cho người ta, chúng tôi chưa cầu nguyện, khi chúng tôi có mặt đối diện, bắt đầu cái người bị quỷ ám, con quỷ đó, nó nói Rồi, không xong rồi. Có ông bự đến rồi, không xong rồi. Thật ra tôi đâu phải là ông bự. Thế là ông bự của tôi là dạ chưa. Trong cuộc linh nó nhìn thấy ông bự đó mà. Đang thấy. Amen. Cho nên khi bắt đầu chúng ta chọn ca ngợi Chúa, có một ông bự rất lớn, có một ông rất lớn đang ở cùng chúng ta. Thì cái sự buồn bực, than vãn, sự chết nó làm gì? Nó sẽ nhảy xuống. Amen. Chúng ta nói về bên cạnh hãy chọn cách của Chúa, sự buồn bực than vãn hãy chạy luôn.
Hallelujah. Chọn phương cách của Chúa thì sự phục hưng thay bản phải chạy trốn. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Yeah. Bữa nay nó đang kiếm chỗ này nên nó chạy trốn, nó kiếm chỗ ở. Nhưng mà chị em nhớ một điều nha, là có những lúc ấy, nó chạy trốn, nó kiếm chỗ ở xong á, nó làm gì ạ? Nó không có chỗ ở. Nếu tất cả con cái của Chúa đều từ chối nó, chọn cách của Chúa, nó sẽ không có chỗ ở. Bởi vì nó phải tìm cái chỗ ở. Cái linh buồn bã, cái linh chán nản, cái linh nản lòng sự chết, nó tìm cái chỗ ở. Nó chính là một trong những cái dạng tà linh thường trực ở trên đời sống của người ta. Nó phải chạy trốn và nó cứ chạy rồi nó phải tìm. Bao lâu nó quay lại? Không, nó có quay lại không ạ? À. Nó quay lại, nó thấy nhà không, quét sạch mà không có người làm chủ thì nó làm gì? À, nó đi rủ 7 con nữa trở về. Nó lúc đầu chỉ có buồn bực than vãn thôi, nó rủ về cay đắng, buồn giận, mắng nhiếc, kêu riêu, bất bình đủ thứ hết. Nó đem về một đống luôn ở trong nhà. Nhưng mà nếu chúng nhà chúng ta có chủ, chính là chúng ta biết chắc chắn mình được sự cứu rỗi. Nó trở về nó thấy có người làm chủ rồi, không bao giờ nó có thể trở lại. Cho nên chúng ta phải quyết định một điều này: con đã có gặp gỡ Chúa phục sinh rồi, con đã có sự cứu chuộc ở trên cuộc đời của con rồi, và lòng con bây giờ không hướng về cuộc đời này, lòng con hướng về Sion. Tương lai thì chúng ta không phải trên cuộc đời này, mà tương lai chúng ta thuộc về Sion. Amen. Cuộc đời này ngắn lắm. Chúng ta là nghĩa trang, chúng ta thấy đủ thành phần hết đó. Mấy ngày tuổi cũng chết, mấy tuổi cũng chết, tuổi thanh niên cũng chết, trung niên cũng chết, già cũng chết, và ai cũng phải chết. Có một cái vấn đề mà tôi chia sẻ với Hoàng Thánh này: chúng ta vốn dĩ chết, có đúng không ạ? Nhưng mà qua Chúa Giêsu thì Ngài chuộc chúng ta và ban cho tôi và cho em sự sống. Và Phao Lô nói như vậy: anh em không còn thuộc về chính mình nữa. Điều đó có nghĩa là nhận lấy sự sống từ Chúa. Chúa biến đổi cái cuộc đời này, Chúa biến đổi thân thể này để là cái bình quý để Chúa dùng trong những trường hợp mà Ngài cần. Vì vậy trách nhiệm của tôi và chị em là gì? Đó là phải giữ trân trọng cái điều mà Chúa cho chúng ta. Chúng ta được quyền nhận lấy sự sống của Chúa, được quyền giữ lấy sự sống của Chúa, nhưng chúng ta không có quyền được hủy bỏ sự sống của Chúa. Amen. Ma quỷ nó hay xen vào tư tưởng đó. Ví dụ chúng ta bị thất bại trong cuộc sống, thất bại trong gọi là thương trường, thất bại trong tình trường, thất bại đủ thứ, mà nên mày chết đi, mày chết đi, không ai thương mày đâu, không ai quan tâm mày đâu. Nhưng hãy nhớ một điều, dù cho tất cả thế giới này luôn quay lưng với chúng ta, nhưng có một đấng không bao giờ quay lưng với tôi nhưng mà chị em, Ngài chính là Giêsu. Amen. Chúng ta hãy trân quý cái điều mà chúng ta đang có ở trong Chúa, trân quý sự cứu rỗi mà chúng ta đang có trong Chúa, trân quý những ân tứ, những ta lân, quyền năng của Chúa đang ở trên cuộc đời của mình. Để chi vậy? Để biết nó trở thành sức mạnh và tiếp tục để hầu vị Chúa trên cuộc đời này. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng ông nói giọng Chúa giết ta cũng nhờ cậy nơi người, nhưng mà Chúa không giết chúng ta đâu, vì Chúa đã chết để chúng ta được sống và Ngài ban sự sống sung mãn cho toàn viên mà chị em. Amen. Nếu chúng ta có những cái tư tưởng đó, chúng ta có quyền nhân lên Chúa Giêsu, đuổi nó đi. Hôm nay nó ở trọ, mày cứng đầu á, đuổi mày không ra. Hôm nay tao đuổi mày phải ra. Amen. Dạ. Bây giờ chúng ta đến điều thứ ba, chúng ta trở lại ở trong Giăng. Giăng đoạn 20. Tôi sẽ lặp lại điều thứ nhất, đó là Chúa phục sinh để ban sự bình an cho ta. Điều thứ hai, Chúa phục sinh để ban sự vui mừng cho chúng ta. Và bây giờ điều thứ ba là Chúa phục sinh để ban Thánh Linh để ấn chứng trong chúng ta. Ở trong câu 22, khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng:
hãy nhận lãnh thánh linh. Chúng ta có ba cái bước nhận thánh linh. Chúng ta lưu ý cái này nha. Bước thứ nhất, tất cả chúng ta đều có, đó là khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì cái thánh ghi này, Đức Chúa Trời Ngài ban thánh linh của con Ngài cho chúng ta. Từ đó chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Abba, là Cha. Và thánh linh là, thánh linh này là thánh linh sự sống, gọi là thánh linh của Đấng Christ. Tại vì Roma đoạn 8 câu 9 có nói về. Và đức thánh linh này ấn chứng trong cuộc đời của con và chị em cho đến ngày cuối cùng. Chúng ta đọc mấy câu kinh thánh này chúng ta xác định điều đó. Galati đoạn 4 câu số 6. Galati đoạn 4 câu 6. Chúng ta đọc với nhau câu kinh thánh này. Xin bắt đầu. Khi nào chúng ta gọi đến giờ là Cha thì thánh linh của ai? Thánh linh của Giêsu là thánh linh của con Ngài. Cho nên khi các môn đồ họ theo Chúa trong cái thời gian mà Giêsu chưa được phân hiện ra thì họ nhận lấy quyền phép thông qua mạng lệnh của Giêsu và họ đi ra chữa lành, đuổi quỷ, cứu người chết sống lại, họ vẫn có quyền phép. Nhưng mà họ chưa được xác chứng, họ chưa được ấn chứng của cơ nghiệp, đó chính là thánh linh. Ở trong em cho nó rằng là thánh linh là cái cuộc cầm về cơ nghiệp của chúng ta ở trong Chúa Giêsu. Giả sử như anh chị em được cha mẹ mình gọi là viết cái tờ di chúc và trong đó có cái mộc đỏ, chúng ta chỉ cần cầm cái mộc đỏ đó và cái đó chính là gì? Đó là cái ấn chứng cho cơ nghiệp. Còn nếu như chúng ta không có cái ấn chứng đó, chúng ta không được cái cơ nghiệp. Cho nên thánh linh của con trời được ban tôi và chị em khi chúng ta tiếp nhận Giêsu, chúng ta có thánh linh của con trời tạo trong chúng ta để ứng chứng chúng ta đến ngày cuối cùng. Em số đoạn 4 câu 30, anh em đừng làm buồn cho thánh linh của trời vì nhờ ngài mà anh em được ấn chứng trên ngày cuối cùng. Đó là bước đầu tiên chúng ta nhận sự ấn chứng của thánh linh, đó là thánh linh của sự cuối cùng, hay còn gọi là thánh linh của Đấng Christ, cũng còn gọi là thánh linh của sự sống. Bước thứ hai, đó là chúng ta nhận được bát tem trong thánh linh, hay là bát tem bằng thánh linh. Bát tem bằng thánh linh chỉ xảy ra một lần duy nhất, dành cho những ai có tấm lòng khao khát. Và bát tem linh luôn luôn đi xa sự cứu rỗi, không bao giờ được trước sự cứu rỗi. Cho nên các môn đồ ở trong gian đoạn 20 câu số 22, Chúa đã hà hơi cho nó và nói là hãy nhận lãnh thánh linh rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu nói như vậy nè, bây giờ các ngươi dân đã làm báp-têm cho ngươi bằng nước, nhưng mà trong ít ngày nữa các ngươi sẽ được báp-têm bằng thánh linh. Các ngươi hãy chờ đợi ở trong thành, đợi để chờ điều gì? Cha hứa sợ mình. Và họ chờ, sau khi Chúa Giêsu thăng thiên, họ trở về phòng cao, họ cầu nguyện 10 ngày sau thánh linh của Đức Trời tuôn đổ. Sự báp-têm thánh linh đó là chúng ta được ngập chìm ngập, được phủ lúc, được che phủ thánh linh của Đức Trời ở trên đời sống chúng ta. Và khi được bắt tay thánh linh thì cái thánh nói rằng là các ngươi sẽ nhận lấy cái gì ạ? Quyền phép. Khi một người được bắt tay linh thì chúng ta là ta ban cho cái quyền phép. Và mục đích của sự ban cho quyền phép này để chết được ta, trong ý nghĩa là để chết được ta, trong bản tiếng Việt chúng ta là để làm chứng người ta. Từ làm chứng đó trong tiếng Hy Lạp là từ Marcus, là tuần đạo, tức là sẵn sàng tận vì đạo. Chỉ có những người được báo cáo với người mà dạng dĩ sẵn sàng tận vì đạo, họ không còn lo lắng nữa. Họ chỉ biết một điều rằng cuộc đời của họ bây giờ là thuộc về Chúa, và họ vĩnh viễn họ không còn nặng những cái vấn đề gì về vấn đề vật chất, họ không còn nặng những vấn đề tranh chiến về vật chất, những cái gì hơn thua đời này họ không còn nặng nữa. Mà họ biết được điều rằng là họ đã thuộc về Chúa một cách hoàn toàn. Cái dấu chứng của việc báp-têm bằng thánh linh
Kinh Thánh nó ghi lại một, đó là dấu hiệu gọi là nói tiếng lạ. Hai, đó là nói tiên tri. Đây là hai cái dấu hiệu mà trong công sứ đồ được ghi kèm theo. Thứ nhất là nói tiếng lạ, thứ hai là nói tiên tri. Cho nên tôi và chị em là những người bao nhiêu tin qua sự cầu nguyện hay là các bạn nhận trực tiếp qua danh của Giêsu thì chúng ta đã nhận lấy quyền phép. Chúng ta có, chúng ta là phải nhận lấy quyền phép để làm chứng. Chúng ta có thể biết chắc mình là ai và sẵn sàng có thể dấn thân cuộc đời chúng ta được. Và mức độ thứ ba của bác Thánh Linh gọi là đầy dẫy Thánh Linh. Tôi xin nhắc lại, nhận Thánh Linh của Con Đức Trời một lần duy nhất đủ cả cho chúng ta cho đến cuối cùng của đời. Bác Thánh Linh xảy ra cũng một lần duy nhất, nhưng đầy dẫy Thánh Linh thì liên tục. Đầy dẫy Thánh Linh thì liên tục. Chúng ta đi lại một ngày kia, phía ra ngoài danh thì bắt bớt. Những môn đồ cũng sợ hãi và họ bắt đầu họ hiệp lại một câu nguyện. Và Kinh Thánh ghi lại, họ cầu nguyện như vậy: Lạy Chúa, xin Ngài xem xét cái việc mà người ta ngâm dọa giáo tôn mới của Ngài. Và nhờ cánh tay và quyền năng của Đấng Thánh của Ngài là Chúa Giêsu để có thể làm những dấu kỳ phép lạ tiếp tục để rao giảng đúng không? Kinh Thánh ghi lại, khi họ đang cầu nguyện như vậy thì nên nhắm lại như thế nào? Rúng động. Khi họ đang cầu nguyện thì nên nhắm lại rúng động. Và tiếp theo câu đó là gì? Là tất cả họ đều được đầy dẫy. Thánh Linh của Đức Trời là Thánh Linh thần, gọi là thần linh mạnh sức, hay còn gọi là Thánh Linh không có, gọi là Thánh Linh mạnh mẽ hay là thần linh mạnh mẽ. Khi nào chúng ta cần thần linh mạnh mẽ? Lúc mà chúng ta đối diện với những nhân vật, lúc mà chúng ta đối diện với những năng lượng, lúc mà chúng ta đối diện với sự bắt bớ, lúc mà chúng ta đối diện với sự đe dọa, thì lúc bây giờ chúng ta phải cần đến linh của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ cố lại chúng ta khi chúng ta ở trong một thành công với Chúa. Trở lại Giăng đoạn 20:32, ở đây các môn đồ nhận Thánh Linh của ân điển, gọi là Thánh Linh sự cứu rỗi. Bởi vì trước đó họ chưa có nhận, họ chỉ thi hành chức vụ quyền phép ở dưới cái quy quyền của Chúa Giêsu. Nhưng giờ đây họ đã nhận Thánh Linh của ân điển của Chúa Trời, đó là Thánh Linh sự sống. Tất cả những người nhận đó, họ đã được đảm bảo sự cứu chuộc cho đến đời đời. Tôi và mọi chị em có điều đó. Có thể có những người tiếp nhận Chúa chưa có được báp têm bằng Thánh Linh, có thể họ chưa được đổ đầy Thánh Linh Chúa liên tục, nhưng mà họ có Thánh Linh của sự sống, họ gọi là Thánh Linh của ân điển hay là gọi Thánh Linh của Chúa Giêsu Christ, thì họ cũng được sự sống đấy. Điều này quan trọng lắm. Điều này sẽ giữ cho tôi và chị em giữ trọng tâm trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta bước đi một cách dạng dĩ. Chúng ta đến gần Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta làm công việc Chúa, bởi vì ta biết rằng chúng ta đã cùng về Chúa. Amen. Bây giờ chúng ta đến phần thứ tư. Chúng ta trở lại giai đoạn 20, câu 23: Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Ở đây Chúa trao chúng ta một cái quyền, đó là quyền tha thứ cho những người làm tổn thương mình. Ở đây không phải là trao cái quyền cho tôi để rồi tôi có quyền tha thứ cho anh em, mà trong khi anh em là người có lỗi với người khác. Ở Tôn giáo đã hiểu sai vấn đề này. Họ nói là Đức Giáo Hoàng có quyền để tha tội, nhưng mà không. Họ nói là Linh Mục có quyền tha tội. Ví dụ như bước vào tòa giải tội thì cái người mà họ có lỗi đó, họ đến họ nói là: Cha, hôm nay con xin tội. Rồi bắt đầu họ xin tội ra, xong cha đó: Được, cha tha tội cho con. Không căn cứ vào cái câu kia nữa. Họ nói họ có quyền để tha tội. Nhưng thưa chị em,
chúng ta có quyền tha lỗi cho nên mình, nhưng chúng ta không có quyền để tha tội cho người ta khi người ta phạm tội với nhau. Nhưng tôi hoặc là chị em có quyền tuyên bố hay là công bố cái sự tha thứ được Kinh Thánh xác nhận. Có nhiều người họ không biết mình được tha thứ, cho nên cứ nghĩ rằng họ cứ là một tội nhân. Họ đến với Chúa, họ cứ cầu nguyện: Chúa ơi, con là một tội nhân, Chúa ơi, là con xấu xa, con ô uế, con kinh khủng lắm. Thưa chị em, cái tội gọi là tội nhân đó đã được Chúa Giêsu chuộc rồi. Đó chính là tội không tin nhận Chúa Giêsu. Mà tôi và chị em đã tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta chưa bao giờ chối bỏ Chúa Giêsu. Nếu tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta không còn gọi là một tội nhân nữa. Tội nhân chính là người chưa tin nhận Chúa Giêsu. Nhưng một người tin nhận Chúa Giêsu rồi, Chúa Giêsu nói rằng là các ngươi đã tắm rồi, các ngươi được tính sạch, nhưng chưa tính sạch điều. Cái sự tính sạch ở đây, Chúa đòi hỏi họ lại để làm rửa chân cho con. Bởi vì cái bàn chân của chúng ta đi trên đất mỗi ngày nó đều dơ. Cái bàn chân thuộc linh chúng ta, đó là tâm trí chúng ta đi trên đất mỗi ngày dơ, thì chúng ta hãy để cho lời Chúa tràn đến để rửa sạch những cái dơ bẩn ở trong tâm trí. Một lần nữa, qua lời Chúa ở đây tuyên bố với bà chị em, tôi và chị em này, chúng ta không còn phải là một tội nhân. Xin nhớ điều này, tôi và chị em không còn là một tội nhân. Đừng bao giờ đến với Chúa và cầu nguyện: Chúa ơi, con là một tội nhân. Chúa nghe được đó. Tại vì chúng ta nói, chúng ta cầu nguyện như vậy là chúng ta đang khinh lờn cái giá chuộc mà Chúa Giêsu đã chuộc chúng ta. Một người đã nhận được cái lệnh ân xá, bây giờ người này cứ nói rằng là tôi vẫn là một tù nhân, phải không? Đã có lệnh ân xá rồi, đó là người đó được tự do, người đó không còn là một tù nhân nữa. Nhưng mà trong cuộc đời ơi, người đó có lỗi lầm, nhưng người đó không phải là một tù nhân mà gọi là tử tù nữa. Cái án tử chúng ta được giải phóng rồi qua Chúa Jesus Christ. Cho nên tôi và chị em không phải là một tù nhân nữa. Vậy thì gặp gỡ đấng phục sinh để làm gì? Sự phục sinh của Chúa để giúp cho tôi và chị em chúng ta nhìn vào Chúa, bởi vì chính Ngài là đấng tha thứ cho những kẻ giết hại. Căn cứ vào cái sự tha thứ của Chúa để chúng ta hãy tha lỗi cho em của chúng ta. Đây cũng là điều kiện cần và đủ để chúng ta nhận được sự chữa lành. Giăng ơi nói, vậy hãy xin mời cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, anh em sự lành bình. Vì người công bình để lòng sốt sáng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Nếu chúng ta không tha lỗi cho em mình thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể kinh nghiệm được Chúa phục sinh. Nếu chúng ta không tha lỗi cho em mình, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của sự tha thứ. Vậy thì tha thứ đó là một quyết định. Khi Chúa Giêsu quyết định tha thứ cho những người mà giết Ngài, Chúa Giêsu không đòi hỏi là những người đó có nhận biết họ đúng hay sai. Chúa Giêsu không tha thứ. Trong khi tôi và quý bà chị em thì thường đó, nếu có ai phạm tội với mình thì chúng ta lại đòi hỏi một điều, đó là người đó phải tiếc lỗi, phải xin lỗi với tôi, phải nói tôi một tiếng thì tôi mới tha thứ. Có phải không? Nếu chúng ta giữ cái phương cách tha thứ cái điều đó thì chúng ta chỉ được cái phần quyền lợi của huyết Abel mà thôi, nhưng chúng ta không có quyền lợi của huyết của Đức Christ. Huyết Đức Christ là tiếng nói tha thứ cho người ta, kể cả người ta không biết, kể cả người ta không một lời xin lỗi, kể cả người ta làm những điều rất là tệ với chúng ta, thì bởi vì Đức Christ mà chúng ta quyết định còn tha thứ cho người nào tổn thương. Đây là chỗ mà Chúa nói với các môn đồ gì? Chúng ta xem lại cái câu Kinh Thánh đó: kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì người đó được tha, nhưng kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Khi chúng ta quyết định tha, người đó được tha và chính chúng ta được tự do. Nhưng khi ta cầm tội lại, có nghĩa là không quyết định tha, người đó bị cầm
Vậy thì chúng ta không tha thứ, chúng ta có bị gạt không? Chúng ta xem câu kinh thánh ở trong Matthew 18 câu 35. Matthew 18 câu 35 này. Matthew 18 câu 35. Chúng ta có hết chưa? Xin bắt đầu. Nếu các ngươi không lòng tha lỗi cho anh em mình thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử các ngươi như vậy. Xin làm lại một lần nữa. Nếu các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử các ngươi như vậy. Sự tha lỗi không có nhất thiết là chúng ta phải trở về với người đó. Giả sử như có những người bị tổn thương vì hôn nhân, họ chia tay, thì vì mình là con cái của Chúa, chân thì tha thứ, bắt buộc chúng ta phải tha thứ. Nhưng mà tha thứ không có nghĩa là tôi phải trở về. Chúng ta có quyền đó. Tha thứ không nghĩa là chúng ta trở về. Và chúng ta cũng có quyền để trở về. Đôi khi trong cái cuộc làm ăn, chúng ta có một sự bất hòa với nhau, đôi khi bị lừa lọc, chúng ta có cái quyền để quyết định tha thứ. Nhưng chúng ta cũng có quyền không làm ăn chung nữa. Trong lĩnh vực cầu vì Chúa, chúng ta cũng có cái những cái sự gọi là gây cái sự chia rẽ nhau hay là tổn thương nhau. Nhưng mà là người hầu vì Chúa, nếu không tha thứ chúng ta không bao giờ giảng được. Tha thứ có nghĩa là tôi không còn định tội anh nữa. Tha thứ có nghĩa là tôi không còn giận anh nữa. Tha thứ có nghĩa là tôi buông tha, anh được tự do và chính tôi cũng được tự do. Tôi không còn bị cái sự tổn thương cay đắng nó cầm buộc trên cuộc đời của tôi. Anh vẫn làm công việc của Chúa, nhưng mà giữa tôi với anh là chúng ta chưa có hiểu nhau, chúng ta chưa làm việc chung với nhau được. Dẫu vậy, anh vẫn là người tôi tới Chúa, anh cứ làm việc cho Cha. Phần lớn anh làm việc cho Cha, anh cũng nhận lấy. Và tôi làm việc cho Cha, tôi cũng nhận lấy phần lớn. Nhưng để làm việc chung, có thể tôi không làm việc chung. Nhưng để ghét anh, tôi không ghét được. Đó là sự thật thi. Rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu cầu thai cho họ. Cầu thai. Chúa ngài dẫn dắt, Chúa ban phước, Chúa làm ơn gì đó trên đời sống của họ. Cho nên một người sống trong sự tha thứ là một người tự do lập. Sống trong sự tha thứ đó là chúng ta sống trong một đời sống sung mãn thật. Nét mặt của chúng ta, tấm lòng chúng ta luôn luôn có sự vui mừng và sẽ không còn những nét mặt cao có trên đời sống của cầu viên và chị em. Tha thứ đó là quyết định. Quyết định bắt đầu không phải từ chúng ta, nhưng quyết định vì cớ Đấng Christ đã tha cho chúng ta. Ê-xô 4 câu 32 nói như vậy: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Cũng điều mà Chúa phục sinh đã thực hiện khi ngài sống lại từ trong cái chết. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại 4 điều này. Thứ nhất là gì? Ngài sống để ngài ban đến bình an và đuổi đi sự sợ hãi. Thứ hai, đại sự vui mừng cho hội viên bà chị em, đảm bảo cái giá trị của con bà chị em có trong Chúa. Thứ ba, ngài ban thánh linh của ngài ấn chứng cho đời sống ta cho đến ngày cuối cùng. Thứ tư, ngài giúp chúng ta có năng lực để chúng ta tha thứ. Các bạn sẽ sẵn sàng tha thứ không? Bởi vì tha thứ sẽ giúp chúng ta có đời sống sung mãn. Tha thứ để những cái cặn bã đó nó ra khỏi cái ống giận phức hạnh của Chúa cho chúng ta. Thì chúng ta vẫn giữ cái sự buồn bã, sự tổn thương, sự cay đắng thì nó bị nghẹt ngòn, vẫn sống được nhưng mà nó nghẹt ngòn, nó không có sự vui mừng. Và là cầu nguyện chúng ta nó cũng bị nghẹt luôn nữa, đúng không ạ? Khi giận cay đắng nó đâu có cầu nguyện được, đúng chưa? Dạ, buổi sáng hôm nay hãy chọn theo cách của Chúa. Amen. Bây giờ xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hãy quyết định để chúng ta làm công việc này trước khi chúng ta nhận thánh lễ đi thật. Chúa, ngài muốn tôi và chị em thật sự được tự do ở trong ngài.